Đây các bác nhìn thấy không ạ? Khi mà không dán phim thì các bác nhìn thấy là nó sẽ nhìn được thông hết từ bên ngoài vào bên trong này, mất cái sự riêng tư. Nếu anh em đi ngoài đường ấy rất là khó chịu mà anh em đỗ đèn xanh đèn đỏ là đang làm hoặc là để cái đồ gì bên trong này thì anh em người ta sẽ nhìn thấy hết vào bên trong cái khoang nội thất này của anh em, rất là mất an toàn nhá. Thì như thế thì như anh em chỉ cần dán ngay cho em một cái bộ phim như này. Đây là cái tấm kính mà em đã đặt cái bộ phim lên, anh em có thấy không ạ? Khi mà cái đặt cái tấm phim này lên nó sẽ là màu đen và nó sẽ bảo vệ cho anh em, một thứ nhất là riêng tư và thứ hai là cái tài sản ở trong cái xe của anh em nó sẽ được đảm bảo hơn. Nhiều người khi mà để xe đỗ xe ngoài đường ấy đấy, và còn ngoài ra còn cái tác dụng đó là dán phim nó sẽ là có cách nhiệt và chống tia UV, chống tia tử ngoại cho anh em, đảm bảo sức khỏe cho anh em nhé. Đấy, và cái chiếc xe này thì là chiếc xe vừa mới lấy từ trong hãng ra, ni lông vẫn còn nguyên bản đấy anh em ạ. Chưa còn thì còn anh cái anh chủ xe còn chưa bóc ni lông và cũng chưa dán cái gói phim gì, qua bên em gắn ngay một gói phim của Hàn Quốc đấy là Nikko để đảm bảo cho chữ thứ nhất là độ riêng tư và thứ hai là đảm bảo cho sức khỏe cho anh em mình đấy. Thì kính lái sẽ được dán những cái mã cao nhất của Nikko, đó là mã NC55 để đảm bảo độ riêng tư và độ khi mà anh em nhìn ra ngoài, và kính sườn sẽ là NC20 để đảm bảo khi anh em nhìn gương, và cái xe đằng sau này sẽ là NC05 để đảm bảo độ riêng tư, bên ngoài sẽ không nhìn thấy được còn bên trong thì nhìn nó thoải mái đấy. Anh em nào mà đang phân vân mà chưa biết chọn phim cách nhiệt nào cho xe hoặc là đang tham khảo những cái hãng phim nào thì có thể qua bên em Aga Thái Nguyên, bên em đầy đủ các dòng phim cách nhiệt để dán cho anh em. Cảm ơn anh em.